À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong bài học ngày hôm nay. Ở bài học ngày hôm trước thì cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu về phép trừ số thập phân, đúng không nào? Vậy thì trong bài học này chúng ta sẽ làm một số các bài tập luyện tập về phần kiến thức đó nhé. Nào, bài tập số 1. Đề bài yêu cầu chúng mình là đặt tính rồi tính. Và ở đây cô có 4 phép tính trừ các số thập phân cho nhau. Vậy thì các con nhớ lại cho cô về quy tắc trừ số thập phân đấy là gì? Chúng mình sẽ thực hiện đặt tính, đúng không nào? Viết số trừ dưới số bị trừ, sao cho các chữ số ở cùng một hàng phải đặt thẳng cột với nhau. Nhớ nhá, các chữ số đặt thẳng hàng thẳng cột. Bước thứ hai là chúng mình sẽ thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên. Và cuối cùng là chúng mình sẽ viết dấu phẩy ở hiệu, sao cho thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ, được chưa nào? Và ở đây thì chúng ta có một cái chú ý, đó là gì? Nếu như số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ mà ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì khi đó chúng mình có thể viết thêm cho cô một số các chữ số 0 thích hợp, được chưa nào? Vào bên phải của phần thập phân ở số bị trừ. Để làm sao? Bằng với số trừ, sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện trừ như số tự nhiên. Đó. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ vận dụng cho cô quy tắc này để cùng cô thực hiện bài tập số 1. Đặt tính rồi tính. Đây chúng ta sẽ thực hiện câu A trước mà. 68,72 trừ đi 29,91, đúng không nào? Vậy thì cô sẽ viết này, 29,91. Cô viết số trừ ở dưới số bị trừ, sau đó cô đặt dấu trừ ở giữa này, được chưa nào? Và một dấu gạch nha, thay cho dấu bằng. Đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như trừ số tự nhiên thì phải trừ từ phải qua trái. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 7 không trừ được 9 thì cô phải mượn 1, đúng không nào? Tức là 17 trừ đi 9 thì cô còn 8, viết 8. Mượn 1 sang đây, đúng không nào? 9 mà nhớ 1 thì tức là bằng 10. Nào, 8 mà muốn trừ đi 10 thì cô lại phải mượn 1 là 18 trừ 10, đúng không nào? Và còn 8, cô viết 8 và nhớ 1 sang đây là 3. 6 trừ đi 3 bằng 3. Sau đó cô viết dấu phẩy ở hiệu sẽ thẳng với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Đó, tức là kết quả của câu A chúng mình ra 38,81, được chưa nào? Câu B này, 52,37 trừ đi 8,64. Đó, cô viết như thế này đã, sau đó cô mới viết dấu trừ, đúng không nào? Nhớ cho cô là các chữ số phải thẳng hàng thẳng cột với nhau. Nào bây giờ chúng ta thực hiện trừ này. 7 trừ 4 bằng 3, cô viết 3. 3 mà không trừ được 6 thì cô lại phải mượn 1, tức là 13 trừ đi 6, đúng không nào? Và cô ra kết quả là bằng 7. Viết 7 nhớ 1 sang đây là 9. 2 không trừ được 9 thì cô lại mượn 1, tức là 12 trừ đi 9 ra kết quả bằng 3, đúng không nào? Viết 3 nhớ 1 sang đây. 5 trừ đi 1 còn 4. Đó, dấu phẩy cô viết thẳng với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Câu B chúng ta ra kết quả là 43,73. Nào, đến câu C. 72,5 trừ đi 30,26, được chưa nào? Rồi, ở đây thì chúng mình sẽ đặt dấu gạch ngang thay cho dấu bằng, được chưa nào? Nào, bây giờ các con để ý cho cô là gì? Ở số bị trừ thì phần thập phân hiện tại đang chỉ có một chữ số, đúng không nào? Thế còn ở số trừ thì có tận hai chữ số. Vậy chúng ta phải vận dụng cái chú ý lúc nãy cô đã nói, đúng không? Chúng ta có thể viết thêm một chữ số 0 nữa ở phía bên phải của phần thập phân nằm trong
số bị trừ. Ví dụ như thế này. Đấy, khi đó thì cô thấy là ở phần thập phân của số bị trừ và số trừ đều đã có hai chữ số. Và đây thì chúng ta sẽ thực hiện trừ như trừ hai số tự nhiên, được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô thực hiện như sau này. 0 không trừ được 6 thì chúng mình sẽ phải gì? Mượn 1 tức là 10. 10 trừ đi 6 là 4. Cô viết 4 nhớ 1 sang đây là 3, đúng không? 5 trừ đi 3 còn 2. Tiếp tục 2 trừ 0 bằng 2. 7 trừ 3 bằng 4. Và cô sẽ đặt dấu phẩy ở hiệu thẳng với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ. Tức là kết quả của câu C chúng ta ra 42,24. Được chưa nào? Tương tự câu cuối cùng. 60 trừ đi 12,45. 60 là một số tự nhiên. Được chưa nào? Trừ đi này 12,45. Đặt tính tương tự ba câu kia. Vậy bây giờ làm thế nào để một số tự nhiên mà trừ đi được một số thập phân? Thì cũng tương tự giống như câu C, chúng ta có thể viết số 60 từ số tự nhiên thành số thập phân bằng cách gì nhỉ? Cô viết thêm hai chữ số 0 vào phần thập phân thì giá trị của số đó không thay đổi, đúng không nào? Và ở đây thì đã có đều là có hai chữ số 0, đều có hai chữ số ở phần thập phân của cả số bị trừ và số trừ. Từ đây thì chúng ta sẽ thực hiện trừ như hai số tự nhiên. Nào, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện này. 0 không trừ được 5, cô lại phải mượn 1, tức là 10 trừ đi 5 bằng 5. Cô viết 5 và nhớ 1 sang đây, đúng không nào? 4 thêm 1 là 5 này. 0 không trừ được 5, lại mượn 1 tiếp. 10 trừ đi 5 bằng 5. Đó, viết 5 và nhớ 1 sang đây. 2 thêm 1 là 3. 0 không trừ được 3, cô lại mượn 1, tức là 10 trừ đi 3 bằng 7. Được chưa nào? 7 nhớ 1 vào đây là gì? Là 2. 6 trừ đi 2 bằng 4. Và đến đây cô viết dấu phẩy ở hiệu thẳng với hai dấu phẩy ở phía trên. Tức là kết quả của cô ra 47,55. Được chưa nào? Vậy là cô và các con đã cùng nhau thực hiện luyện tập xong được bài tập đầu tiên, đó là đặt tính rồi tính. Thì ở đây chúng ta đã áp dụng đúng quy tắc trừ hai số thập phân mà chúng ta đã được học. Các con sẽ trình bày vào trong vở, cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Và sau đây sẽ là bài tập số 2. Bài tập này thì là một bài toán tìm x. Và ở đây cô cũng có 4 chữ số x chúng ta cần phải tìm xem giá trị bằng bao nhiêu. Nào, thế thì nhìn vào các câu A, B, C, D chúng ta thấy là x đóng vai trò là gì? Một số hạng chưa biết này, đúng không nào? Đóng vai trò là số bị trừ này, còn đây là số trừ. Vậy chúng ta sẽ phải nhớ lại cho cô quy tắc, đấy là gì? Nhớ là trước khi mà chúng ta thực hiện bài toán tìm x thì chúng ta phải xác định vai trò của x trong phép tính đó. Rồi chúng ta sẽ tìm x theo các quy tắc như sau này. Ví dụ, muốn tìm số hạng chưa biết thì chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đúng không nào? Hoặc là nếu như cô muốn tìm số bị trừ thì chúng ta phải lấy hiệu cộng với số trừ. Hoặc muốn tìm số trừ thì chúng ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Những quy tắc này thì chúng ta đã được học rất là nhiều rồi, được chưa nào? Tuy nhiên thì trong bài toán này chúng ta thấy liên quan đến các phép tính đối với số thập phân. Vậy bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện yêu cầu A trước. Nào, x cộng 4,32 bằng 8,67. Vậy x ở đây đóng vai trò là số hạng chưa biết. Cô muốn tìm x thì cô sẽ phải lấy gì? Tổng trừ đi số hạng đã biết, tức là 8,67. Cô trừ đi 4,32, đúng không nào? Và chúng ta thực hiện cho cô, các bạn có thể đặt tính ra ngoài nhá. Còn ở đây cô sẽ thực hiện trừ nhầm như sau. Nào, 7 trừ 2 bằng 5, cô viết 5. 6 trừ 3 bằng 3, cô viết 3. 8 trừ 4 bằng 4, và cô viết dấu phẩy ở đây. Tức là kết quả của chúng ta x ra bằng 4,35. Được chưa nào? Đây chính là
giá trị của x ở phần A. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự đối với câu B. 6,85 cộng x bằng 10,29. Nào, x ở đây vẫn đóng vai trò là một số hạng chưa biết. Vậy cô muốn tìm x, cô lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 6,85. Nào, chúng ta thực hiện trừ cùng với cô. Các con sẽ đặt tính ra ngoài nhát. Nào, 9 trừ 5 bằng 4. Cô viết 4. 2 không trừ được 8, cô mượn 1, tức là 12 trừ đi 8 thì bằng 4. Viết 4, nhớ 1 sang đây, đúng không nào? Là 7. 0 không trừ được 7, cô mượn 1, tức là 10 trừ đi 10 trừ đi 7 thì còn 3. Được chưa nào? Đó. Vậy là 1 mà trừ đi 1 thì là 0 rồi. Vậy ở đây cô viết dấu phẩy thế này. Đó. Vậy thì phần tập phân sẽ có 2 chữ số. Kết quả của cô x ra bằng 3,44. Được chưa nào? Đây chính là đáp án của phần B. Bây giờ sang đến phần C. X trừ đi 3,64 sẽ bằng 5,86. Nào, x của cô ở đây đóng vai trò là gì? Là số bị trừ. Vậy muốn tìm số bị trừ thì chúng ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cộng 2 số thập phân. Các con được học rồi. Nào, cùng cô thực hiện cộng như sau. 6 cộng 4 là bằng 10. Cô viết 0, nhớ 1. 8 cộng 6 là 14, thêm 1 là 15. Cô viết 5, nhớ 1. 5 cộng 3 là bằng 8, nhớ 1 bằng 9. Do đó cô viết dấu phẩy ở tổng thẳng với dấu phẩy của gì? Của hai số hạng, được chưa nào? Vậy kết quả của cô ra 9,50, hay nói cách khác là 9,5. Đây chính là đáp án của câu C. Câu cuối cùng nào. 7,9 trừ x bằng 2,5. X ở đây đóng vai trò là số trừ, đúng không nào? Đó, số trừ. Vậy muốn tìm x thì cô sẽ phải lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Nào, vậy kết quả của cô ra bao nhiêu nào? 9 trừ đi 5 bằng 4, cô viết 4. 7 trừ đi 2 bằng 5. Dấu phẩy cô đặt ở giữa. Vậy kết quả đó là x bằng 5,4. Được chưa nào? Thế là cô và các con đã cùng nhau thực hiện xong được bài toán tìm x. Ở trong bài toán này thì chúng ta vẫn vận dụng các quy tắc gì nhỉ? Cộng và trừ hai số thập phân cho nhau. Đó, bây giờ cô cùng chúng mình sẽ bước sang bài tập số 3 nhé. Sau đây sẽ là một bài toán có lời giải. Nào, đề bài cho là gì? 3 quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg. Quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2 kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu? Vậy bây giờ quan sát và sơ đồ của bài toán như sau. Nếu như quả thứ nhất cân nặng tổng là 4,8 kg thì quả thứ hai ít hơn quả thứ nhất là bao nhiêu? Là 1,2. Tổng của cả ba quả là 14,5 và người ta yêu cầu các con tìm cho cô quả thứ ba nặng bao nhiêu kg. Vậy trong bài toán này thì các con thấy là gì? Muốn biết được quả thứ ba nặng bao nhiêu thì chúng ta lại phải tìm cho cô xem quả thứ hai nặng bao nhiêu đã, đúng không? Chúng ta biết tổng của cả ba quả. Vậy khi biết quả thứ nhất, quả thứ hai nặng bao nhiêu rồi thì chúng ta lấy tổng trừ đi cân nặng của quả thứ nhất và quả thứ hai là chúng ta có thể ra được quả thứ ba. Vậy phương pháp giải của bài toán này thì cô muốn tìm cân nặng của quả thứ hai, cô sẽ lấy cân nặng của quả thứ nhất trừ đi 1,2 kg, đúng không nào? Vì quả thứ nhất nặng hơn quả thứ hai 1,2 kg. Sau đó phép tính tiếp theo đó là cân nặng của quả thứ ba thì bằng cân nặng của cả ba quả trừ đi tổng số cân nặng của quả thứ nhất và quả thứ hai, được chưa nào? Vậy bây giờ quay trở lại bài toán này, chúng ta sẽ trình bày như sau. Nào,
Trước tiên thì cô sẽ phải đi tìm xem quả thứ hai nặng bao nhiêu kg. Đó nào. Quả thứ hai nặng số kg. Ở đây chúng ta sẽ lấy quả thứ nhất là 4,8, chúng ta trừ đi 1,2, đúng không nào? 4,8 trừ 1,2, các con tính nhanh cho cô thì chúng ta ra kết quả bằng 3,6 kg. Đây chính là cân nặng của quả thứ hai. Sau đây thì chúng ta sẽ tìm cho cô xem là gì. Các con có thể làm gộp bằng cách tính luôn kết quả xem là quả thứ ba nặng bao nhiêu. Thì chúng ta lấy tổng của cả ba quả là 14,5, chúng ta trừ đi quả thứ nhất cộng với quả thứ hai, đúng không nào? Hoặc các con có thể tách ra bằng cách là tính xem tổng cân nặng của quả thứ nhất và quả thứ hai bằng bao nhiêu trước đã, rồi chúng ta mới tính ra phép tính thứ ba, đó chính là lấy tổng trừ đi để ra kết quả xem là cân nặng của quả thứ ba, đúng không nào? Tuy nhiên thì ở bài toán này chúng ta sẽ thực hiện gộp luôn cũng được. Nào, cô sẽ trả lời như sau. Quả thứ 3 nặng số kg. Cô sẽ lấy tổng của cả ba quả là 14,5. Cô trừ đi này tổng số cân nặng của quả thứ nhất và quả thứ hai. Quả thứ nhất là 4,8 cộng quả thứ hai là 3,6. Vậy các con sẽ thực hiện cho cô phép tính này. Thì đối với một phép tính mà chúng ta thấy là gì, có chứa cả ngoặc và cộng trừ, thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau, đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện cho cô phép tính cộng là trước này. Nào, cô sẽ cộng nhầm ở đây. 4,8 cộng 3,6 trước. 8 cộng 6 bằng 14, chúng ta viết 4 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 là 8. Dấu phẩy cô đặt thẳng với ở các số hạng trên, đúng không nào? Thế thì chúng ta ra kết quả là 8,4. Rồi, vậy tổng của quả thứ nhất và quả thứ hai chúng ta ra kết quả bằng 8,4 kg, đúng không nào? Bây giờ chúng ta thực hiện nốt phép trừ còn lại nào. 14,5 trừ đi 8,4, đúng không nào? 5 trừ 4 còn 1, chúng ta viết 1. 4 không trừ được 8, vậy chúng ta lấy luôn là 14 trừ 8 bằng 6, là dấu phẩy cô đặt ở đây. Vậy thì kết quả của cô ra 6,1. Đây chính là cân nặng của quả thứ 3, đấy chưa nào? Và đến đây thì cô có đáp số. Là đấy chưa nào? Đó, thì đây chính là bài toán có lời giải thứ 3 mà chúng ta áp dụng cả quy tắc cộng và trừ các số thập phân cho nhau. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong phần luyện tập này nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 4. Ở bài tập này thì đề bài người ta cho một cái bảng như thế này và yêu cầu là chúng ta tính rồi so sánh cho cô giá trị của hai biểu thức A trừ B trừ C và A trừ mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc. Vậy ở đây thì chúng ta chỉ cần tính giá trị biểu thức bằng cách là thay các chữ, đúng không nào? Thay các chữ đây, giá trị của từng chữ đã có sẵn rồi vào biểu thức này. Đấy, sau đó thì chúng ta thực hiện tính như bình thường. Vậy đối với những biểu thức ví dụ A trừ B trừ C là một biểu thức có chứa toàn bộ là phép trừ thì chúng mình sẽ thực hiện lần lượt trừ từ trái qua phải, đúng không nào? Thế còn bên này A trừ mở ngoặc B cộng C thì đây là một biểu thức có chứa cả ngoặc, vậy chúng ta phải thực hiện tính cho cô trong ngoặc trước rồi thực hiện phép trừ ở ngoài ngoặc sau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đối với trường hợp đầu tiên A bằng 8,9, B bằng 2,3 và C bằng 3,5. Thì chúng ta sẽ thay vào đây như sau này. 8,9
trừ đi B là 2,3, C là 3,5. Được chưa nào? Vậy bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện phép tính trừ này. Nào, 8,9 trừ đi 2,3 9 trừ đi 3 bằng 6, 8 trừ đi 2 bằng 6, được chưa nào? 6,6, 6,6 trừ tiếp 3,5. Nào, 6 trừ đi 5 còn 1, 6 trừ đi 3 còn 3. Và dấu phẩy viết thẳng với dấu phẩy của số bình trừ và số trừ. Kết quả của cô bằng 3,1. Được chưa nào? 3,1. Thế còn sang đây, A trừ đi M ngoặc B cộng C tức là gì? 8,9 trừ M ngoặc 2,3 cộng 3,5. Được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta sẽ phải thực hiện cho cô phép tính cộng, đó là 2,3 cộng 3,5 trước. Được chưa nào? 2,3 cộng 3,5. Thì cô sẽ ra kết quả này, 3 cộng 5 bằng 8, 2 cộng 3 bằng 5, 5,8, đúng không nào? Và tiếp theo cô sẽ thực hiện phép tính trừ, đó là 8,9 trừ đi 5,8. Nào, 8,9, cô trừ đi 5,8. 9 trừ 8 còn 1, 8 trừ 5 còn 3. Đó, vậy kết quả ra bằng 3,1. Các con thấy chưa? Sau khi chúng ta thực hiện trường hợp đầu tiên thì cô thấy giá trị của hai biểu thức này đều bằng nhau và bằng 3,1. Thực hiện tương tự đối với trường hợp thứ hai này. 12,38 trừ đi 4,3 trừ 2,08. Nào. Trừ 4,3 trừ 2,08. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện như sau. 12,38 cô trừ đi 4,3 trước. Được chưa nào? Đó, thực hiện trừ lần lượt như sau. 8 hạ xuống vì không trừ gì này. 3 trừ 3 bằng 0. 12 trừ đi 4 bằng 8. Đâu phải viết ở đây. 8,08. Tiếp tục trừ đi 2,08. Thế đây chúng ta ra kết quả bao nhiêu? 8 trừ 8 là hết, 0 trừ 0 là hết. 8 trừ 2 bằng 6. À, vậy kết quả của trường hợp thứ 2 ra bằng 6. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục sang đến biểu thức này thì cô sẽ có phép tính như sau. 12,38 cô trừ đi mở ngoặc 4,3 cộng 2,08. Được chưa nào? Và đây thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô phép tính cộng ở trong ngoặc trước. Nào, phép tính cộng như sau. 4,3 cộng 2,08. Nào, 8 ở đây cô hạ xuống, 3 cộng 0 bằng 3, cô viết 3, 4 cộng 2 bằng 6, 6,38. Được chưa? 6,38. Sau đó cô lấy 12,38 trừ đi 6,38. Nào, 12,38 trừ đi 6,38. 8 trừ 8 là hết, 3 trừ 3 là hết, 12 trừ đi 6 còn 6. Đó, vậy thì biểu thức thứ hai chúng ta cũng ra kết quả bằng 6, giống biểu thức bên này. Thực hiện tương tự đối với trường hợp cuối cùng là 16,72 trừ đi 8,4 trừ đi 3,6. Nào, các con thực hiện cho cô này. 16,72 trừ đi 8,4. 2 không trừ gì cô hạ xuống,
7 trừ 4 bằng 3, 16 trừ đi 8 bằng 8, 8,32 trừ đi 3,6 này. Nào, đến đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. 2 ở đây cô hạ xuống được chưa? 3 không trừ được 6, chúng ta mượn 1, tức là 13 trừ đi 6 ra kết quả bằng 7. Cô viết 7, nhớ 1 sang đây là 4. 8 trừ 4 còn 4. Dấu phẩy cô viết ở đây. Vậy kết quả ra 4,72. Đó, đây là biểu thức thứ nhất. Sang biểu thức bên này thì sao? 16,72 trừ mở ngoặc 8,4 cộng 3,6. Bây giờ chúng ta thực hiện trong ngoặc, tức là 8,4 cộng 3,6 trước xem là bằng bao nhiêu này. 8,4 cộng 3,6. 4 cộng 6 bằng 10, đúng không nào? Chúng ta viết không nhớ 1. 8 cộng 3 là bằng 11, thêm 1 tức là bằng 12. À, ra kết quả bằng 12. 12. Thế còn 16,72 mà trừ đi 12. Nào. 16,72 trừ đi 12. Đó, thì chúng ta có thể viết thêm hai chữ số 0 vào đây, đúng không nào? Cô hạ xuống 72 này. 16 trừ 12 bằng 4. Đó, kết quả cũng ra 4,72. Thế các con thấy là gì? Sau khi mà chúng ta đã thực hiện tính rồi thì chúng ta thấy là giá trị của hai biểu thức này luôn luôn có kết quả bằng nhau. Vậy cô sẽ rút ra được một cái nhận xét, đấy là gì? Biểu thức A trừ B trừ C sẽ luôn có giá trị bằng biểu thức A trừ mở ngoặc B cộng C. Đó, thế khi mà các con thấy một phép trừ như thế này thì chúng ta có thể lấy gì? Lấy số thứ nhất trừ đi tổng của số thứ hai và số thứ ba. Đó, thì đây là hai cách để chúng ta có thể tính được một biểu thức, được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng cái nhận xét này để thực hiện phần B cùng với cô nào. Rồi, sang đến phần B thì người ta yêu cầu chúng ta tính bằng hai cách, đúng không nào? Và cô nhận thấy là gì? Ở trong phần B chúng ta sẽ vận dụng đúng cái nhận xét phần A, đó là A trừ B trừ C sẽ bằng với biểu thức A trừ mở ngoặc B cộng C. Đó, các con sẽ vận dụng cho cô nhận xét này để chúng ta thực hiện câu B. Nào, bây giờ sang câu B như sau. 8,3 trừ 1,4 trừ 3,6. Đối với biểu thức này thì chúng ta sẽ thực hiện trừ lần lượt từ trái qua phải, đúng không nào? 8,3 trừ đi 1,4, ở đây cô sẽ trừ nhầm như sau này. 3 không trừ được 4, chúng ta mượn 1, tức là 13 trừ đi 4 bằng 9. Mượn 1 phải nhớ 1 sang đây là 2, đúng không nào? 8 trừ đi 2 là bằng 6. Kết quả là 6,9 này, trừ đi 3,6. Nhẩm nhanh thì chúng ta thấy kết quả của phép tính trừ này ra bằng 3,3, đúng không nào? Thì đây là cách số 1. Cách số 2 là chúng ta có thể thực hiện biểu thức này. Tuy nhiên, cô lấy 8,3, cô trừ đi tổng của số thứ 2 và số thứ 3 nhá. 1,4 cộng, đúng không nào? Đó. Và đến đây chúng ta lại thực hiện trong ngoặc trước chứ gì? 8,3 cô giữ nguyên. Trừ này, chúng ta cộng nhẩm như sau. 4 cộng 6 là bằng 10, chúng ta viết không nhớ 1, đúng không? 1 cộng 3 bằng 4, nhớ 1 là bằng 5. Vậy tổng này chúng ta ra kết quả bằng 5. 5,0 hay nói cách khác là cô viết bằng 5. 8,3 trừ đi 5 chúng ta ra kết quả bằng 3,3. Đó, các con thấy chưa? Là ở đây chúng ta thực hiện bằng hai cách thì kết quả vẫn phải ra đúng nhau. Rồi, bây giờ sang đến biểu thức số 2 này. 18,64 trừ đi mở ngoặc 6,24 cộng 10,5. Đối với biểu thức này chúng ta lại thực hiện trong ngoặc trước chứ gì?
Nào, 18,64 cô giữ nguyên. Trừ cộng như sau này. Ở đây chúng ta thấy là gì? Phần thập phân này có 2 chữ số, phần thập phân bên này có 1 chữ số. Vậy 4 này cô sẽ viết nguyên đúng không? Vì nó nằm ở hàng phần trong. Nào, 4 giữ nguyên. Tiếp tục này, 2 cộng 5 bằng 7, cô viết 7. 6 cộng 10 là bằng bao nhiêu? 16. Tức là bằng 16,74. Và đây các con thực hiện nhanh cho cô xem là phép trừ này ra kết quả bao nhiêu này. 4 trừ đi 4 bằng 0, đúng không nào? 6 không trừ được 7 thì cô phải mượn 1, tức là 16 trừ đi 7 thì ra kết quả bằng 9 cái gì? Cô viết 9 và nhớ 1 sang đây. 6 thêm 1 là 7, 8 trừ đi 7 là còn 1. 1 trừ 1 là hết. Dấu phẩy cô đặt ở đây. Được chưa nào? Và kết quả ra bằng 1,9. Rồi, biểu thức này thì cô còn có thể thực hiện bằng cách cô lấy 18,64. Cô trừ đi số thứ 2 và số thứ 3, đó là 6,24. Và trừ đi 10,5. Đến đây chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ trái qua phải. Nào, 18,64 trừ đi 6,24, chúng ta ra kết quả như sau này. 4 trừ 4 là hết, đúng không? 6 trừ đi 2 là bằng 4, cô viết 4. Tiếp tục, 18 trừ đi 6 là bằng 12. Rồi, đến đây chúng ta trừ ra kết quả là 12,4, đúng không nào? Bây giờ cô trừ đi số thứ 3, đó là 10,5. Nào, 12,4 trừ đi 10,5 thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. 4 không trừ được 5 thì cô phải mượn 1, tức là 14, đúng không? 14 trừ đi 5 bằng 9. Cô viết 9, nhớ 1 này. Nhớ 1 sang đây, không thêm 1, đúng không nào? Thì ở đây là 1, 2 trừ đi 1 là còn 1. 1 trừ đi 1 là hết, đúng chưa? Và dấu phẩy cũng viết ở đây. Thế thì kết quả của chúng ta cũng ra là bằng 1,9, giống như kết quả của câu trên. Đó. Thì đây chính là phần B của bài tập cuối cùng, tính bằng hai cách. Vậy là qua cái bài tập này thì các con nhớ cho cô một cái nhận xét, đó là gì? Đối với biểu thức ví dụ như A trừ B trừ C thì chúng ta có thể lấy số thứ nhất là A trừ đi tổng của số thứ hai cộng với số thứ ba. Đây thì chúng ta vận dụng nhận xét này để thực hiện một số các bài tập liên quan đến tính nhanh hoặc tính bằng cách hợp lý. Đó. Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì cô và các con đã cùng nhau làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến phép cộng và phép trừ hai số thập phân. Vậy thì hẹn gặp lại các con ở những bài học toán lần sau nhé. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.